Vì này hỏi là đối với kinh tạng thì sau khi học pháp cú con nên học bộ kinh nào trước và thứ tự học các bộ kinh là như thế nào? Sư trả lời nhanh là nó không có quan trọng. Quý học bộ nào trước cũng được hết trơn á. Tại vì á, các cái bộ kinh cái kiến thức của nó rất là tổng quát, nó rất là nền tảng, cho nên là quý vị học cái bộ nào trước cũng được hết. Tuy nhiên nếu mà quý vị mà chăm ưu tiên cái pháp hành á, nếu mà quý vị ưu tiên pháp hành thì quý vị nên học trung bộ trước. Còn nếu như mà quý vị ưu tiên cái việc mà kiến thức để mà lý luận á, kiến thức để lý luận á, thì quý vị học trường bộ trước. Còn nếu mà quý vị thích đi cái hướng là ứng dụng ở trong cái đời sống á, thì quý vị học tăng chi trước. Còn quý vị muốn đi cái hướng mà để làm pháp sư á, thì quý vị học tương ưng trước. Đó, thì nó chỉ là cái sự gợi ý thôi, chứ còn thực tế thì học tạng nào cũng được, tạng nào trước cũng được hết ha.